Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi tối của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Đài IBC đang phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu ibctv.us, cũng như trên trang Facebook và YouTube IBCTV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đi qua phần điểm tin. Tổng thống Ukraine cho biết những cuộc đàm phán với Nga đang tiếp tục và không có kết quả cụ thể nào. Binh sĩ Ukraine bảo vệ lãnh thổ phía Bắc Kyiv chiếm lại từ quân Nga. Thủ tướng Canada gặp gỡ First Nation, những người sống sót từ trường dân cư. Đại sứ Australia bị cấm hiện diện ở tòa án Bắc Kinh khi phóng viên Thành Lôi phải ra tòa. Lãnh đạo của Hồng Kông cho biết các thẩm phán Anh từ chức với động cơ chính trị. Vâng, và kính thưa quý vị, phần tin chi tiết đầu tiên ngày hôm nay sẽ do sứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine cho biết những cuộc đàm phán với Nga đang tiếp tục mà chưa có kết quả cụ thể gì. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình, những cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đang tiếp tục nhưng hiện tại chỉ là lời nói mà không có gì cụ thể. Cuộc xâm lược của Nga đối với nước láng giềng đã bước sang tuần thứ 5, khiến khoảng 1/4 người Ukraine rời bỏ nhà cửa, đưa căng thẳng Nga và phương Tây lên mức tồi tệ nhất từ thời chiến tranh lạnh. Tại cuộc đàm phán hòa bình diễn ra trong tuần tại Istanbul, Nga cho biết họ sẽ cắt giảm những hoạt động gần Kiev và thành phố Chernihiv ở miền Bắc nước này để xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, Ukraine và đồng minh phương Tây bao gồm Hoa Kỳ bác bỏ cam kết của Nga như một âm mưu giảm tổn thất và chuẩn bị cho những cuộc tấn công khác. Nga còn nói lực lượng của họ đang tập hợp lại để tập trung vào việc giải phóng khu vực ly khai phía đông Donbass. Zelensky còn đề cập tới chuyện chuyển quân của Nga khỏi Kiev và Chernihiv và nói rằng đó không phải là cuộc rút lui mà hậu quả công việc của binh sĩ phòng thủ. Ông nói thêm Ukraine đang chứng kiến sự chuẩn bị lực lượng của Nga cho những cuộc tấn công mới vào Donbass và họ đang chuẩn bị cho điều này. Binh sĩ Ukraine bảo vệ lãnh thổ phía Bắc Kyiv chiếm lại từ quân Nga. Quân đội Ukraine hôm thứ Tư đã tuần tra các ngôi làng ở phía Bắc Kyiv chiếm lại từ quân Nga vào đầu tuần này. Các phóng viên của Reuters khi tiến vào khu vực giữa Irpin và Hostomel đã nhìn thấy quân đội Ukraine đang tuần tra một ngôi làng mà bỏ hoang với những tòa nhà đổ nát với xác của những người lính Nga nằm trên cánh đồng gần đó và trên con đường dẫn vào làng. Alexander, người lính Ukraine 34 tuổi, nói về những người Nga thiệt mạng, đó là những chốt thí. Thành thật mà nói thì tất cả những xác chết nằm xung quanh đây chỉ là những đứa trẻ, chúng giống như những lính chốt thí được gửi đến đây. Những người lính tuần tra trong làng đã tìm kiếm các cánh đồng và nhà ở gần đó để tìm súng, đạn dược, bệ phóng, hỏa tiễn và các thiết bị quân sự khác bị quân Nga bỏ chạy. Trong tuần qua, thì các lực lượng Ukraine đã tái chiếm các thị trấn và làng mạc ở ngoại ô Kyiv, phá vỡ vòng vây phía đông thành phố Sumy và đẩy lùi lực lượng Nga ở phía tây nam. Thủ tướng Canada gặp gỡ First Nation, những người sống sót từ trường dân cư. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có cuộc gặp với William Les First Nation tại British Columbia. Tổ chức cho biết 93 ngôi mộ không có dấu của trẻ em được tìm thấy trong khu vực của trường nội trú St. Joseph Mission trước đây của William Lake. Ông Trudeau nói chuyện với Willie Sellars, người đứng đầu William Lake First Nation và cũng là người sống sót sau vụ lạm dụng trong trường nội trú. Chuyến thăm diễn ra khi những người sống sót trong các trường học dân cư của Canada trong tuần này đã yêu cầu phải được bảo đảm quyền truy cập không bị kiểm soát vào hồ sơ của giáo hội về các cơ sở nơi các trẻ em bản địa bị lạm dụng và văn hóa của họ bị từ chối. Thứ hai, thì họ đã gặp đại diện của Métis và Inuit Nation trong một tiếng đồng hồ và là cuộc gặp đầu tiên trong số những cuộc gặp trong tuần này với những dân tộc bản địa của Canada và họ mô tả là tiến trình hàn gắn và hòa giải. Người dân bản địa Canada và chính phủ Canada muốn đưa ra những lời giải thích rõ ràng hơn khi câu chuyện xảy ra tại các trường học, những vụ bê bối tại những trường dân cư bùng phát vào năm ngoái với sự phát hiện hài cốt của 215 trẻ em tại một trường dân cư cũ của người da đỏ tại Kamloops thuộc British Columbia, thuộc miền Tây của Canada.
Vâng, và kính thưa quý vị, phần tin tiếp theo, đại sứ Úc bị cấm hiện diện ở tòa án Bắc Kinh khi phóng viên Thành Lôi phải ra tòa. Đại sứ Úc tại Trung Quốc là Graham Fletcher đã bị cấm vào một tòa án Bắc Kinh hôm thứ Năm, nơi bắt đầu phiên tòa xét xử một phóng viên Úc với cáo buộc liên quan đến bí mật quốc gia. Thành Lôi, 47 tuổi, cựu nhân viên đài truyền hình Trung Quốc CGTN, bị giam từ tháng 8/2020 và phát lệnh bắt tháng 2/2021 với cáo buộc cung cấp trái phép bí mật nhà nước cho nước ngoài. Phiên xét xử Thành Lôi dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh hôm nay theo hình thức xử kín. Chưa rõ Trung Quốc còn đưa ra cáo buộc nào đối với Thành Lôi hay không. Tuy nhiên, thì phóng viên này có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội vi phạm nghiêm trọng luật an ninh quốc gia Trung Quốc. Ngoại trưởng Úc là Marise Pay tuần trước đề nghị giới chức Trung Quốc cho phép giới chức Úc tham gia phiên tòa theo thỏa thuận lãnh sự giữa hai quốc gia. Vụ bắt Thành Lôi diễn ra khi quan hệ giữa Úc và Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Bắc Kinh chỉ trích Canberra sử dụng luật can thiệp nước ngoài để chặn người Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm, đồng thời kiểm tra ảnh hưởng của Trung Quốc tới đời sống người dân Úc. Tin từ Hồng Kông, lãnh đạo đặc khu cho biết thẩm phán Anh từ chức có động cơ chính trị. Nhà lãnh đạo Hồng Kông là Carrie Lam cho biết việc hai thẩm phán cấp cao của Anh từ chức có động cơ chính trị và rằng bà tin tưởng những cấp tư pháp của Trung tâm Tài chính Á Châu sẽ không bị can thiệp. Vào thứ Tư vừa qua, các thẩm phán Anh đã rút khỏi tòa trung thẩm Hồng Kông, được coi là tòa án cấp cao nhất của đặc khu này vì lo ngại nếu tiếp tục tham gia, dường như đó sẽ được hiểu như họ đang ủng hộ chính quyền hiện tại của Hồng Kông sau khi luật an ninh quốc gia đã được thông qua tại đây vào tháng 6 năm 2020. Ông Robert Reed là chủ tịch tòa án tối cao Vương quốc Anh cho biết ông và đồng nghiệp là thẩm phán Hosh đã nộp đơn từ chức thẩm phán của tòa trung thẩm Hồng Kông có hiệu lực ngay tức thời. Ngoại trưởng Anh Liz Truss bày tỏ sự ủng hộ việc những thẩm phán Anh rút khỏi tòa trung thẩm Hồng Kông. Các thẩm phán Anh làm việc tại tòa trung thẩm Hồng Kông từ năm 1997 khi Anh trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc. Tuy nhiên, theo cơ quan truyền thông, trong những năm gần đây, Bắc Kinh ngày càng can thiệp vào chính quyền Hồng Kông, dẫn đến hàng ngàn vụ bắt giữ như việc thông qua luật an ninh quốc gia năm 2020 hay việc các chính trị gia đối lập đều bị cấm tham gia bầu cử. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Trang Lương và Tuyết Nha sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức mới được cập nhật như người Nam Hàn đổ xô ra nước ngoài để du lịch trả thù hay những tin tức Bruce Willis được chẩn đoán bị mất chứng ngôn ngữ. Cố vấn Ngoại trưởng Hoa Kỳ sắp đến Việt Nam bàn vấn đề an ninh và nhân quyền. Xin mời quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng và đón xem.